Em mới về nữa nè anh chị ơi, Innova tự động, số tự động, biển Sài Gòn, xe đẹp. Nói chung là xe cọp thì không có cọp, đẹp thôi, được cái tự động, hơn 200 thôi anh chị. Mâm lớp vỏ mới tinh nè, xe này phải đi dặm sơn lại một tí. Chất xe ok, máy gầm số ngon, được cái máy chạy siêu cọp, siêu chất nha. Sơn xe thì ok, xe có dặm sơn nhiều, giá hợp lý nha. Thì cái xe màu đen bữa em đang bán cho anh em mình thấy không, em bán là 295. Nhưng xe này em để cho anh em mình chỉ 275 thôi, rẻ hơn 20 triệu. Và kế đây có một xe Formi Trang luôn, đời 2009 luôn. Xe cộp chất luôn anh chị, ghế nỉ zin luôn anh chị nha. Mẫu mới 2 túi khí nha, và đang để cho anh chị em mình xe này chỉ 250 triệu thôi số sàn nha. Anh em qua lựa thoải mái, lái thử vô tư nha. Thì bên em Thịnh thì rất là nhiều Innova, tha hồ anh em lựa luôn. Số sàn có tự động, có máy xăng, có máy dầu, có 7 chỗ đủ loại chờ nhiều lắm. Nguyên dàn ghế nỉ đẹp nè. Tha hồ anh em qua lựa lái thử, chờ thử với em đừng có ngại ngùng nha. Có xem là sẽ có bớt cho anh chị em mình nha, và đang để cho anh em mình 250. Thì anh chị nào quan tâm mẫu này alo cho bé Thịnh mình luôn, 0866 678 971, 0834 33 3371. Thịnh Bến Tre có nhiều xe đang ngồi đợi anh em chốt xe nha. Hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo. Anh chị nào chưa đăng ký, bấm đăng ký kênh để cập nhật nhiều video từ em nha.